quý vị, đây là dự án nhà ở xã hội được quan tâm nhất tại thị trường Hà Nội thời gian qua. Sau sự kiện bốc thăm công khai thành công hồi tháng 5, phía chủ đầu tư cho biết họ có nhận được những thông tin phản ánh là có những người đã mất tiền cọc cho môi giới nhưng vẫn trượt suất bốc thăm mua nhà ở xã hội. Và hiện nay, những cá nhân này sẽ phải tự xoay sở để đòi lại tiền cọc. Ngay trước khi tiến hành bốc thăm công khai, chủ đầu tư đã đưa ra các cảnh báo tới người mua nhà. Những trường hợp vẫn cố tình làm việc qua môi giới thì phải tự chịu trách nhiệm. Quá trình trước khi mà có thông tin mở bán thì chúng tôi cũng đã có những cái cảnh báo trên tất cả các phương tiện công ty của chúng cũng như là website của công ty là không nhận làm việc với bất cứ sàn môi giới bất động sản nào, và chúng tôi chỉ làm việc duy nhất trên trụ sở công ty. Và khi tất cả các khách hàng đã được chúng bốc quyền mua thì cũng đều ký cái cam kết với công ty là không qua bất cứ cái sàn môi giới bất động sản nào, và trong cam kết đấy cũng xác định rõ là loại bỏ cái trách nhiệm của NHS với chủ đầu tư về cái việc mà làm, thì thực tế là chúng tôi cũng làm rất là công khai minh bạch. Sau khi tổ chức bốc thăm, công ty này đã gửi danh sách 149 người bốc trúng suất mua tới Sở Xây dựng Hà Nội để các cơ quan chức năng thẩm định lại. Kết quả phát hiện có 7 trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các vị trí khác nhưng vẫn tham gia bốc thăm và bốc trúng. Thậm chí có trường hợp đang sở hữu tới 300m² đất. Công ty đã hủy quyền mua của các trường hợp này và sẽ tổ chức bốc thăm lại lần 2 để tìm chủ nhân mới cho 7 căn hộ trên. Đại diện Sở Xây dựng cho biết hiện nay các thông tin đã được số hóa nên các trường hợp gian dối về nhà ở hay về thu nhập cá nhân sẽ bị loại bỏ. Chủ tư sẽ lập một cái danh sách dự kiến ký hợp đồng gửi cho Sở Xây dựng. Thì trên cơ sở đấy thì Sở Xây dựng sẽ lấy ý kiến của các quận huyện, 30 quận huyện thị xã, và Sở Tài nguyên Môi trường là cái cơ quan cấp giấy chứng nhận về đất đai, về nhà ở, và cục thuế liên quan đến cái thu nhập. Thì trên cơ sở đấy thì rà soát các đối tượng, nếu mà phát hiện ra các đối tượng mà đã có nhà ở hoặc là đất ở mà không đúng đối tượng thì Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, sẽ gửi cho chủ đầu tư để thực hiện thanh lý hợp đồng hoặc là thu hồi lại nhà xã hội đấy. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho biết hiện thành phố đang nỗ lực tăng nguồn cung nhà ở xã hội. Cụ thể, Hà Nội chuẩn bị triển khai 5 khu đô thị nhà ở xã hội tập trung ở Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh.